Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Mình tin các bạn đang xem video này của mình tại nhà đúng không? Và mình khuyên các bạn nên ở nhà đi. Ai ở yên đó, chẳng may có cần phải đi ra đường thì nhớ đeo khẩu trang cho kỹ, rửa tay cho cẩn thận, hoặc có bất cứ một cách nào để bảo vệ bản thân thì nhớ cẩn thận nhé. Mình thì may mắn một cái là văn phòng làm việc ngay dưới chân chung cư nên cũng từ lâu lắm rồi mình không có đi ra ngoài. Mà nói thật là không đi ra ngoài thì cũng hơi buồn, dịch mà, nhưng mà chịu thôi. Nhưng Euro đến rồi các bạn ạ. Trời ơi, bao nhiêu sự kiện bóng đá trên toàn thế giới bị hoãn lại cũng vì Covid, nhưng mà bây giờ thì Euro đã chính thức bắt đầu. À, hóng thôi. Trời, mình nhìn như thế này thôi cũng là fan bự của bóng đá đấy. Cái hồi mà học bách khoa kia đá bóng hoài, tuần nào cũng phải làm đôi ba trận. Nên là đừng có đùa nhá. Và làm sao có thể bỏ được cái dịp Euro lần này đúng không? Dẫu sao nó cũng là giải đấu hot thứ nhì hành tinh cơ mà. Đấy. Và thực tế ở nhà buồn thì cũng buồn thật, nhưng dẫu sao có Euro, có một món ăn tinh thần dành cho những anh chị em fan bự của bóng đá thì nó cũng đã tuyệt vời hơn rất là nhiều rồi đúng không? Nhưng ở nhà xem bóng đá thì cũng phải chuẩn bị cho nó hoành tráng để cổ vũ mãnh liệt đúng không các bạn? Và đây mình giới thiệu cho các bạn một thứ vô cùng đặc biệt luôn. Đây là hộp quà Vivo say mê bóng đá. Trời ơi. Hơn nữa, mình nghe thương hiệu smartphone mang tầm quốc tế Vivo là nhà tài trợ chính thức của Euro 2020 và là smartphone chính thức của Euro để mang đến những phút giây đẹp nhất, cổ vũ đã nhất dành cho fan bóng đá thế giới luôn đấy. Và nghe đâu những món quà bên trong này là độc quyền của Vivo luôn. Nghe xịn vãi luôn đấy chứ. Mình thì cũng mới được nhận hộp quà thôi, chưa biết bên trong nó có cái gì luôn thì cũng khá là hộp. Thôi nói chung là cùng mình unbox luôn rồi nhá. Không thể nào hoãn cái sự sung sướng này lại được nữa rồi. Trời ơi, mở ra là phải để một góc. Đấy, để ở đây các bạn nhá. Em yêu ở đây. Trời ơi, nhiều đồ vãi trưởng luôn. Có bóng này, mũ này, gọi là nón đấy. Móc khóa đấy, ui. Ta-da. Một em điện thoại Vivo V21 5G luôn. Nguyên siêu luôn. Ui, hấp dẫn thực sự. Rồi, cái này mình sẽ để bên ngoài đã. Ta-da, các bạn thấy chưa? Mãnh liệt cùng Vivo, say mê cùng bóng đá. Trời, nghe nó cứ bị hấp dẫn thực sự luôn. Ui, tuyệt vời. Để đây. Rồi mình sẽ bóc từng thứ một. Trời ơi. Trời, quả bóng xịn như. Các bạn thấy logo Vivo xịn sò chưa? Xong rồi Euro này, Adidas này. À đây, Euro 2020 UEFA. Ui, xíu. Được vãi. Ok, để đây đã. Trời ơi, nhìn quả bóng này là muốn đi đá bóng quá các bạn ạ. Ở bên trong mình có gì đây? Đây là mình có một cái. Wow, mình có một cái túi rất là đẹp, logo Vivo này, Euro 2020 này. Cái túi này thì, à không, cái này gọi là túi thôi, nhưng mà các bạn thừa sức có thể kéo nó lại để mà mình có thể đeo lên lưng kiểu như thế này. À, được không? Hay phết. Ôi, cái túi này thú vị ấy nhỉ, các bạn nhìn thấy logo Vivo rất là đẹp này. Đó, logo Vivo và logo Euro rất là đẹp. Túi màu xanh, rất là chắc chắn, nhìn rất là xịn sò. Ok. Rồi, mình sẽ có thêm ui, ba lô luôn. Trời ơi, không có thằng nào hack của tao cái ba lô này nha. Đẹp vãi chưởng ý. Ồ, nhiều ngăn này, các thứ này, ngăn này, khóa kéo tông màu xanh hoàn toàn luôn, rất là đẹp. Và các bạn nhìn đi. Cái này là chắc chắn là có chống nước nhẹ rồi. Cái này mang cái này đeo ba lô đựng đồ khi mình đi đá bóng thì có phải hết bài. Bạn nào kiểu học sinh sinh viên thì có thể sử dụng cái này để mà đi học được luôn đấy chứ. Được phái trưởng luôn. Ok. Đó, và bên trong thì mình sẽ có một cái selfie stick. Cái này là gậy tự sướng. Ừ, cũng được. À, mình sẽ có một cái nón. Hơi tiếc là hôm nay mình lại vút keo nên mình sẽ không đội thử cái này. Mình sẽ cho một bạn trong team mình đội nhá. Các bạn thấy không? Nhìn logo Vivo này. Đó, đẹp phái trưởng luôn. Sticker dán lên này. Ui. Ok, cái này mình sẽ để bên này nhá. Trời ơi, đẹp thực sự luôn. Mình có một em, đây là linh vật của Vivo này. Go. Đây là chắc là linh vật của giải Euro lần này. Và thêm một cái tag UEFA Euro 2020. Quá ưng. Vivo, quá đẹp. Móc vào ba lô. Móc vào đâu các bạn thích. Ui, móc xịn vãi luôn. Wow.
Wow, và bên trong thì mình có luôn cả một cái lịch thi đấu của Euro 2020 luôn. Các bạn yên tâm là không bao giờ lo bỏ lỡ bất cứ một trận cầu. Hấp dẫn rồi nhá. Và cuối cùng là một cái gì nữa đây? Wow, hộp quà mãnh liệt cùng Vivo say mê cùng bóng đá. À, bên trong này mình thấy nặng vãi chưởng luôn ấy. Ui, cái rượu này. Thêm nữa là một cái hộp gì đó đây. Rồi mình có, cái này là cái bơ à? Mình cũng không rõ lắm mà mình có cả thịt nguội này. Ui, Vivo tâm lý vãi, tặng cả đồ ăn các thứ luôn. Được thực sự luôn các bạn. Ừ, bóc ra thì mình còn có thêm cả một chai rượu rất là xịn sò, một chai ô liu xanh gì đó nữa. Trời ơi, mở xong hộp quà này mới thấy Vivo tâm lý thực sự các bạn ạ. Mà bật mí nhỏ một điều nhá, đây đều là những phần quà chính thức độc quyền của Vivo với cương vị là đối tác chính thức đồng hành cùng với Euro 2020. Đây là những cái đặc quyền ưu đãi dành riêng cho những brand tài trợ chính thức của Euro 2020 đấy. Thế nên có thể nói rằng giá trị thì nó cao mà nó có thể nói là hàng limited nữa. Trời ơi, mình hãnh diện vãi chưởng luôn, sở hữu nguyên cái combo này. Các bạn thấy sao? Đó là chưa kể xem bóng vào buổi đêm. Buổi đêm thì đói đúng không? Đâu? Đấy. Đồ ăn premium có luôn. Nghĩ gì nữa, càng lúc càng thấy Vivo quá tâm lý luôn. Và khi các bạn xem bóng đá, không biết là các bạn có để đến nhà tài trợ hay là không. Chứ như mình á, mình khá để ý đấy. Tại vì có trang ủng hộ nếu như mà mê quá. Và nói thật sự với Vivo thì chắc là các bạn quá quen thuộc rồi đúng không? Đặc biệt là các bạn xem kênh của mình. Nhưng các bạn có biết Vivo cũng đã đồng hành cùng với rất nhiều giải bóng đá lớn từ rất lâu rồi không? Mình có thể kể đến ví dụ như World Cup 2018 này, rồi bây giờ là Euro 2020 nhưng mà tổ chức là 2021. Các bạn biết lý do vì sao rồi mà đúng không? Sắp tới đây còn là World Cup 2022 tại Qatar. Việt Nam cũng đang có cơ hội rất lớn đi vào vòng trong đấy. Và Euro 2024 nữa. Vậy mới thấy Vivo đúng là fan bự của bóng đá luôn. À mà bình thường đội tuyển các bạn yêu thích mà ghi bàn ấy thì các bạn sẽ ăn mừng như thế nào? Còn đây là cách ăn mừng của mình. Nhưng mà trước tiên đó mình sẽ phải unbox em Vivo V21 5G này ra đã. Tại vì cái cách mà mình ăn mừng á thì nó có liên quan tới smartphone. Đó. Rồi, đây là em Vivo V21 5G của mình. Thực tế ra mà nói thì em này mình cũng đã có một video đánh giá khá kỹ ở trên kênh rồi. Bạn nào thích thì có thể xem lại. Em này thì quá nổi tiếng với... Đây, để phải mở ra mới nói tiếp. Đấy. Em này thì quá nổi tiếng với thiết kế mỏng nhẹ vuông vức rồi đúng không? Ui, và cái màu sắc cũng quá đẹp luôn. Đó. Đây là cái màu nắng hoàng hôn này các bạn. Đẹp chưa? Xịn chưa? Đấy, còn điểm qua một chút về em Vivo V21 5G này thì mình nói luôn, em này là em có camera selfie đỉnh nhất trên thế giới thời điểm hiện tại. Nó có độ phân giải lên tới 44 megapixel, nó có luôn chống rung OIS và hỗ trợ luôn cả đèn flash để giúp các bạn trợ sáng trong khi quay video hay là chụp hình trong bóng tối một cách tốt hơn. Và cách ăn mừng của mình đây. Đấy là mình sẽ quay story làm luôn shot nhá. Ăn mừng là phải chơi kiểu này. Yeah! Đó, kiểu ăn mừng thế. nhưng mà kết thúc cái video ăn mừng này chắc là mình sẽ phải selfie một tấm. Mà selfie theo V-Sign luôn. Mà V-Sign chắc các bạn quá quen thuộc rồi đúng không? Nhưng lần này chúng ta còn có một cái ý nghĩa thú vị hơn rất là nhiều. Thứ nhất, Việt Nam chiến thắng. Việt Nam victory đó. Và Vivo nữa, đúng không? Thế thì làm tấm chứ nhỉ. Đó là còn chưa kể, với em Vivo V21 5G này thì ngay từ cái tên các bạn cũng thấy nó hỗ trợ 5G rồi đúng không? Và đương nhiên với 5G thì các bạn sẽ có một tốc độ kết nối mạng internet nhanh hơn, các bạn có thể xem bóng đá. Trong lúc đó các bạn có thể video call với mấy đứa bạn để mà bàn luận về bóng đá chẳng hạn trong thời gian cách ly không gặp được nhau. 5G cần hết tốc độ mạng cực kỳ đỉnh cao và nó là một công nghệ của tương lai. Em điện thoại này có luôn các bạn ạ. À, Vivo cũng đang có chương trình Posing chiến thắng cùng Vivo. Với các bức ảnh chụp ăn mừng bàn thắng của các trận bóng mãnh liệt, mọi người hãy theo dõi fanpage chính thức của Vivo và chia sẻ ảnh cùng mình để chia sẻ lan tỏa tình yêu bóng đá nhé. Link mình sẽ để phần mô tả video, các bạn có thể click vào để mà tham gia nha. Và quả thật, Vivo đúng là một fan bự của bóng đá luôn. Tất cả những món quà Vivo chuẩn bị cho mình ở đây thì ưng quá, ưng không có điều gì để mà mình phải
suy nghĩ đến quá nhiều nữa rồi. Và rõ ràng Vivo cũng đã thực sự truyền cảm hứng đến cho mình và mình tin là tới các bạn nữa. Thông qua hộp quà này thì ai cũng đều có thể tận hưởng trận đấu một cách bùng nổ và mãnh liệt hơn ngay tại nhà rồi. Và mình sẽ ngừng video lại tại đây. Mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở nhiều những post posing khoe bàn thắng một cách mãnh liệt hơn trên fanpage của Vivo. Và biết đâu bạn cũng sẽ có cơ hội để trúng một cái hộp quà rất đáng yêu như này. Đừng quên theo dõi fanpage chính thức của Vivo để cập nhật những thông tin về những trận cầu Euro mới nhất nhé. Còn bây giờ mình sẽ ngừng video lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.